chip điện tử, tâm điểm của cuộc thương chiến Mỹ-Trung, liên quan đến cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thông tín viên Lơ Mông ở Thượng Hải nhận định, chip điện tử cốt lõi của cuộc thương chiến Mỹ-Trung. Washington dựa vào sự thống trị về công nghệ, còn Bắc Kinh cố gắng rút ngắn khoảng cách công nghệ bằng mọi giá. ZTE bị Mỹ trừng phạt, nỗi nhục cho giới kỹ sư Trung Quốc. Hôm 29 tháng 10 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo cấm các công ty Mỹ bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho Fujian Jinhua, một công ty startup Trung Quốc chuyên sản xuất thẻ nhớ. Bị Micron, một trong những tập đoàn hàng đầu nước Mỹ về chất bán dẫn, tố cáo đã sử dụng tình báo kinh tế, không còn mua được máy móc và phần mềm của Mỹ, công ty này suýt phá sản nếu không được tỉnh Phúc Kiến đầu tư 5 tỷ euro. 6 tháng trước một tập đoàn lớn hơn cũng gặp phải thảm họa tương tự là ZTE. Một trong những tên tuổi hàng đầu Trung Quốc về viễn thông đã phải ngưng sản xuất nhưng sau đó được Tổng thống Mỹ Donald Trump khoan hồng. Vụ ZTE đã gây chấn động lớn tại Hoa Lục. Đa số các tập đoàn Internet như Tencent, Alibaba, Baidu, Huawei, Startup BitDance sau đó đều loan báo đầu tư vào lĩnh vực chiến lược này để khỏi lệ thuộc vào thiết bị nhập khẩu của mỹ trường hợp zte làm nổi rõ gót chân asin à của công nghiệp trung quốc mặc dù thống trị về sản phẩm điện tử từ màn hình phẳng cho đến smartphone trung quốc vẫn lệ thuộc vào các nước phát triển đối với những thiết bị cốt yếu việc trừng phạt zte bị cộng đồng kỹ sư trung quốc coi là một nỗi nhục Chip điện tử đổ vào nhiều tỷ đô la, Bắc Kinh vẫn chưa tự lực nổi. Ngày nay, những con chip điện tử mảnh silicon nhỏ chứa đầy transistor, linh kiện bán dẫn có mặt khắp nơi trong điện thoại thông minh, lò vi sóng, các sản phẩm điều khiển từ xa, vân vân. Nhưng việc sản xuất các chip điện tử tối tân nhất nằm trong tay một số ít công ty như Qualcomm, Intel, Nvidia, Samsung. Trung Quốc là thị trường lớn nhất thế giới nhưng chỉ tự sản xuất được 16% chip điện tử. Linh kiện bán dẫn là mặt hàng nhập khẩu hàng đầu của Trung Quốc với 276,4 tỷ đô la năm 2017 đứng trên cả dầu lửa. Đây cũng là một trong những thách thức của kế hoạch Made in China 2025. Cuối tháng 10 năm 2018, khi thăm tỉnh Quảng Đông, trung tâm kỹ nghệ điện tử Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã kêu gọi cố gắng tự lực tự cường vì công nghệ cao ngày càng khó mua được từ nước ngoài. Tại Quảng Đông, Gri, nhà sản xuất điện tử hàng đầu thế giới về máy lạnh đã đầu tư 1 tỷ nhân dân tệ, 126 triệu euro để lập một chi nhánh sản xuất chip điện tử. Thật ra, từ thời Mao Trạch Đông, Trung Quốc đã đầu tư vào lĩnh vực này đến năm 2014. Bắc Kinh lập ra quỹ đầu tư quốc gia với 140 tỷ nhân dân tệ, 17,6 tỷ euro để hỗ trợ các startup trong nước về bán dẫn. Và hiện nay quỹ này đang huy động thêm 25,2 tỷ euro cả tư lẫn công, cộng thêm trên 80 tỷ euro từ khoảng 30 quỹ nữa ở các địa phương theo cơ quan tư vấn Bernstein Research. Tuy nhiên bấy nhiêu tỷ euro vẫn chưa thể đủ ông Pulciolo phụ trách địa chính trị công nghệ Eurasia Group giải thích sản xuất linh kiện bán dẫn còn khó hơn cả lĩnh vực hàng không không gian đó là các công nghệ hết sức phức tạp một công ty mỹ như Nvidia chẳng hạn có nhiều ngàn kỹ sư được đào tạo chu đáo nắm được toàn bộ chuỗi sản xuất ra một con chip điện tử Trung Quốc không có được kinh nghiệm này hơn nữa cần phải có trình độ rất cao Bắc Kinh cố gắng đuổi theo nhưng mục tiêu luôn di động vì công nghệ tiến bộ hết sức nhanh chóng. Trung Quốc đi tắt bằng cách thâu tóm hoặc ăn cắp công nghệ. Để rút ngắn khoảng cách cũng có những con đường tắt. Biện pháp hàng đầu là mua lại doanh nghiệp. Tờ sinh Uni Group thuộc Đại học Thanh Hoa được một quỹ nhà nước hỗ trợ năm 2015 đã đề nghị mua lại Micron, tên tuổi số một nước Mỹ về thẻ nhớ với giá 23 tỷ đô la. Ủy ban đầu tư nước ngoài của Hoa Kỳ đã bác bỏ thẳng thừng. Micron là nhà sản xuất duy nhất chip điện tử cần thiết cho các loại vũ khí hiện đại. Washington cũng tố cáo Bắc Kinh dùng đến các biện pháp khó thể thú nhận là gián điệp kinh tế. Tháng 12 năm 2017, Michael đã kiện Fujian Jinhua vì đánh cắp sở hữu trí tuệ và United Microelectronic Corporation của Đài Loan vì đóng vai trò trung gian trong vụ này. Hai kỹ sư của Micron bị UMC chiêu dụ đã nhảy sang làm cho Fujian Jinhua mang theo cả những tài liệu nội bộ về thẻ nhớ DRAM. Khi trừng phạt công ty này, Bộ Thương mại Mỹ nêu ra không chỉ nguồn gốc công nghệ mà cả mối đe dọa về lâu dài các thiết bị thiết yếu cho quốc phòng. Theo Pulchiero, Hoa Kỳ đã dẫn thêm một bước khi gắn kết an ninh kinh tế với an ninh quốc gia. Bắc Kinh đã trả đũa ngay tại một tòa án ở tỉnh Phúc Kiến, căn cứ địa của Jinhua, liền cấm Micron bán một số sản phẩm, trong khi Hoa Lục chiếm phân nửa doanh số của tập đoàn này. Mối đe dọa cho phía Mỹ còn từ việc ngày càng có nhiều công ty Trung Quốc lao vào việc thiết kế chip điện tử cho riêng mình. Chẳng hạn startup Rokit đã dụ dỗ được giám đốc viện bán dẫn của Samsung tại Trung Quốc sang làm việc cho mình. Bán loại chip Camino 18 chuyên nhận ra giọng nói rẻ hơn thị trường đến 30%. Chuyên gia Paul Chiolo cảnh báo tuy Trung Quốc hiện còn lẹt đẹt theo sau Mỹ nhưng quá khứ cho thấy họ tiến bộ rất nhanh bài viết theo đài rfi